Thân là 1, tuổi Ngọ là 2, tuổi Dần là 3, tuổi Mùi là 4, tuổi Mèo là 5, tuổi Tỵ là 6. Ngày mốt là 6 con giáp này bước sang tháng 12 dương lịch. 6 con giáp này đứng đầu trong sự đen đủi thì tài vận của các bạn trong tháng mới sẽ có sự thay đổi lớn, đổi đời hay là bế tắc. Thì đây là 5 điềm báo dành riêng cho các bạn trong tháng 12 tới đây. Thứ nhất, trong tháng 12 là sự trở lại đầy mạnh mẽ. Các bạn sẽ có nhiều tiền nhờ vào lộc bất ngờ từ trúng thưởng, ăn Tết quy hoàng. Thứ hai, trong tháng 12 là tháng cuối cùng trong năm, hãy đi nhẹ nói khẽ cười duyên, tu khẩu tránh vạ miệng, dễ vướng vào tranh chấp kiện tụng. Thứ ba, trong tháng 12 này có quý nhân bảo lãnh cho các bạn tìm một tương lai mới, công việc mới, có thể là đi nước ngoài lập nghiệp. Thứ tư, đường tình cảm trong tháng này rất xấu, dễ rạn nứt dẫn đến ly hôn. Thứ năm, để hỗ trợ xả vận xui tương sinh tài lộc trong tháng mới, các bạn để trong nhà của mình một bắp cải như ý lộc tài. 6 con giáp này xả vận xui tại đây và đón chờ thông điệp cho tháng mới. Chúc các bạn may mắn.